sát tin tức đáng chú ý khác. trước bối cảnh tổ chức y tế thế giới WHO kêu gọi cuộc họp đặc biệt để thảo luận về biến thể SARS-CoV-2 mới được tìm thấy tại Nam Phi. Cơ quan y tế Hồng Kông Trung Quốc đã xác nhận hai bệnh nhân nhập cảnh mắc biến chủng B11529, loại chủng mới với nhiều đột biến của SARS-CoV-2 qua phân tích trình tự gen. Trong số hai bệnh nhân được phát hiện nhiễm biến chủng B11529, ca đầu tiên là một người đàn ông 36 tuổi, quốc tịch Ấn Độ đến Hồng Kông Trung Quốc từ Nam Phi hôm 11 tháng 11. Người này cách ly tại khách sạn Reco Airport và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm ngày 13 tháng 11. Một người đàn ông khác 62 tuổi quốc tịch Trung Quốc đến từ Canada ở phòng chết đối diện với bệnh nhân trên cũng cho xét nghiệm dương tính 5 ngày sau đó, tức ngày 18 tháng 11. Sau khi phát hiện hai trường hợp nói trên, giới chức địa phương đã đưa toàn bộ khách trong 12 phòng khác cùng tầng đến trung tâm kiểm dịch cách ly thêm 14 ngày. Tạm thời chưa có ca nhiễm mới nào liên quan được ghi nhận. Trước đó, sau khi điều tra các trường hợp trên, chuyên gia Hồng Kông nhận thấy người đàn ông Ấn Độ được chuẩn đoán đầu tiên nhiều lần đeo khẩu trang có van khí. Loại van này chỉ có tác dụng lọc khí đi vào, chứ không lọc khí đi ra. Thêm vào đó, khi mở cửa phòng để lấy đồ ăn hoặc vứt rác, một nửa số lần người này không đeo khẩu trang. Do luồng không khí bên ngoài phòng không đủ lưu thông khiến virus lưu lại. Nên các chuyên gia dự đoán luồng không khí mang virus đã tràn ra ngoài hành lang khiến người đàn ông ở phòng đối diện bị lây nhiễm chéo. Trung tâm bảo vệ sức khỏe CHB Hồng Kông sau đó đã ra thông báo yêu cầu những người ở trong các khách sạn được chỉ định làm nơi cách ly không được đeo khẩu trang văn khí kể từ ngày 25 tháng 11. Thay vào đó, họ phải đeo khẩu trang y tế khi mở cửa phòng để lấy đồ ăn và vứt rác. Cùng với đó, một công dân Israel về từ châu Phi được phát hiện nhiễm B11529, biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong khi hai người khác cũng nằm trong diện nghi nhiễm. Ba người này đều đã được tiêm vaccine. Bộ Y tế Israel thông báo đã phát hiện trường hợp đầu tiên tại nước này nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, là một công dân đi du lịch nước ngoài trở về từ Malawi, châu Phi. Biến thể mới có tên b 1 529 được cho là có khả năng lây nhiễm và kháng virus mạnh hơn các biến thể khác trước đây. Bộ Y tế cho biết hai người khác cũng nằm trong diện nghi nhiễm đang chờ khẳng định kết quả xét nghiệm. Đáng lo ngại là cả ba người này đều được tiêm vaccine, mặc dù chưa có thông tin đầy đủ về liều lượng và thời gian. Lo ngại trước mức độ nguy hiểm của biến thể virus mới được phát hiện lần đầu tiên tại châu Phi, chính phủ Israel tối ngày 25 tháng 11 đã đưa một loạt quốc gia ở Nam châu Phi vào diện cảnh báo đỏ, bao gồm Nam Phi, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia và Eswatini. Người nước ngoài đến từ quốc gia nói trên sẽ không được phép nhập cảnh vào Israel. Đồng thời, người dân Israel trở về từ các quốc gia này sẽ phải cách ly một tuần tại khách sạn và chỉ được về nhà sau khi có hai lần xét nghiệm bằng PCR cho kết quả âm tính. Vì cách ly là bắt buộc đối với những người đã được tiêm vaccine đầy đủ phòng dịch Covid-19. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.